Vụ cháy xảy ra vào khoảng gần 8 giờ tối giờ địa phương ngày 19 tháng 1, thiêu rụi nhiều ngôi nhà và phương tiện đỗ gần đó. Theo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp thành phố Lagos, một số yếu tố không mong muốn đã phá hủy đường ống dẫn dầu. Hiện chưa rõ hoạt động của tập đoàn dầu khí quốc gia Nigeria có bị ảnh hưởng sau vụ việc hay không. Nhiều vụ cháy đường ống dẫn dầu tại Nigeria, nước sản xuất dầu thô lớn nhất châu Phi, đều xuất phát từ các vụ trộm và cố ý phá hoại nhằm trộm dầu.